Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao dồi cho đáng ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đoái nghe lời con thiên tha, tình thương bên ông u con ngày đêm, nhuận thắm sáng hồn tràn lan ơn thiên. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con ta trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng lên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, với phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Phi-la-tô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết mà tang tang xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Ngợi ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài. Chiều đồi núi can về, năm nào Ngài chết treo thân, thập tự Ngài đã hiến dâng màu đào để cứu chùa con, và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim Cha tuôn tràn, tẩy xóa đi bao lỗi tội, tái sinh đời con. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
toàn năng hằng hữu, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho Giáo hội Việt Nam một vị mục tử nhân hiền là Cha Phanxicô Trương Bửu Diệm, là một Kitô hữu. Cha đã song xứng đáng ơn gọi làm con Chúa với lòng tin son sắt, lòng cậy bền đô và lòng kính mến gian dào đối với Chúa, với Giáo hội và với con người, là một linh mục. Cha là hiền thân của Đức Kitô, vì mục tử tôi cao đã tự nguyện hiến dâng mạng sống mình để đoàn chiên được sống và sống dồi dào, là một tông đồ luôn thao thân loan bao tin mừng. Cha là hóa ảnh của lòng Chúa son thương, hay thương son những người nghèo khổ, yêu đau, tội lỗi. Đặc biệt Cha rất thương yêu anh chị em lương dân và thường chuyển cầu ơn Chúa cho họ, khiến ai nấy đều quý mến và chạy đến xin Cha giúp đỡ. Nhờ Cha nguyện giúp cầu thay, xin Chúa thương ban cho chúng con điều chúng con đang cầu khẩn. Với niềm hy vọng sớm thấy Cha được vinh hiển trong hàng ngũ cao thánh trên thiên quân. Amen. Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con. Lạy trái tim cực thanh cực tịnh rất thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Lạy ông thánh Giuse là bạn thân sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con. Các thánh từ đạo Việt Nam, cầu cho chúng con. Nữ vương ban sự bằng an, cầu cho chúng con.